Israel điều thêm quân, mở rộng chiến dịch trên bộ ở Liban. Quân đội Israel điều động một sư đoàn dự bị đến tham chiến ở Tây Nam Liban, mở rộng quy mô chiến dịch trên bộ tại nước láng giềng. Sư đoàn số 146 đã bắt đầu hoạt động tác chiến khoanh vùng, cục bộ, hạn chế nhằm vào các mục tiêu Hezbollah và cơ sở hạ tầng ở Tây Nam Liban, lực lượng phòng vệ Israel, IDF, thông báo hôm nay. Đây là sư đoàn dự bị đầu tiên được Israel triển khai cho chiến dịch trên bộ ở Liban, sau ba sư đoàn thường trực gồm 36, 91 và 98. Theo AV không tiết lộ tổng số binh sĩ đang tham chiến tại Liban, nhưng tờ Times of Israel ước tính con số có thể lên tới 15.000 người. Sư đoàn 146 từng làm nhiệm vụ tại giải Gaza và bờ Tây trước khi được điều động tới Liban. IDF cho biết các đơn vị thuộc sư đoàn 146 tham gia chiến dịch Liban gồm một lữ đoàn bộ binh, một lữ đoàn thiết giáp và một lữ đoàn pháo binh. Sự xuất hiện của sư đoàn 146 sẽ mở rộng phạm vi chiến dịch trên bộ của Israel do các đợt tiến công trước đó chỉ diễn ra ở một số khu vực tại miền Nam Liban. IDF sáng 1 tháng 10 thông báo đưa quân vào miền Nam Liban, mô tả đây là các cuộc đột kích giới hạn, cục bộ, khoanh vùng, nhằm phá hủy cơ sở hạ tầng của nhóm vũ trang Hezbollah ở khu vực biên giới, đặc biệt là các ngôi làng gần Israel, để người dân ở miền Bắc nước này có thể trở về nhà an toàn. Song song với chiến dịch trên bộ, Israel cũng tiếp tục không kích các mục tiêu Hezbollah ở sâu trong lãnh thổ Liban. IDF tuyên bố đã hạ sát Su hút Hussein Husseini, quan chức phụ trách ngân sách và hậu cần của Hezbollah, trong cuộc không kích vào ngoại ô phía nam thủ đô Beirut đêm 7 tháng 10. Điều phối viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc và người đứng đầu lực lượng gìn giữ hòa bình của tổ chức này tại Ly bang ngày 8 tháng 10 cho biết họ đã nhiều lần kêu gọi các bên kiềm chế trong một năm qua, song đều bị bỏ ngoài tai. Giao tranh tại Ly băng làm dấy lên lo ngại về khả năng Mỹ, đồng minh thân cận nhất của Israel và Iran, quốc gia hậu thuẫn Hezbollah, có thể bị cuốn vào cuộc xung đột toàn diện ở trung đông